Đây là những hình ảnh còn sót lại trong vụ nổ hầm cầu. Ở khoảnh khắc thần chết ghé thăm, hầm cầu nhà vệ sinh của căn phòng trọ này bất ngờ nổ, khiến 4 người trong một gia đình bị thương, đặc biệt người chồng bị nguy kịch. Tàn hoang, lo sợ là những gì mà người dân ở trong dãy nhà trọ thấy được khi dạo quanh một vòng khu nhà trọ dành cho những người thu nhập thấp như sinh viên, người lao động ở làng Đại học quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Những dãy nhà trọ này nằm san sát, nhếch nhác rác thải và đã xuống cấp từ rất lâu, nhưng chưa một lần được các chủ nhà trọ có ý định nâng cấp lại vì nằm trong vùng quy hoạch. Dạo quanh một vòng các khu vực ngoại thành thành phố, phòng trọ ở đây khá rẻ, chỉ dao động từ 600.000 đến 1.200.000 đồng một tháng. Phù hợp với túi tiền của những người thu nhập thấp, điều kiện kinh tế eo hẹp đã khiến không ít sinh viên, người lao động bất chấp những rủi ro có thể xảy ra để thuê phòng trọ giá rẻ. Mối nguy hiểm rình rập, khi nhẹ thì dột khi mưa, nặng thì có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào do kết cấu điện không an toàn. Và căn phòng trọ rộng khoảng 12m² của chị La Thị Diễm My là một ví dụ điển hình của những mối nguy hiểm trên. Mặc dù biết sống ở những phòng trọ như thế này là sống với thần chết, thế nhưng chấp nhận sống tạm bợ để mưu sinh ở đất khách quê người còn hơn là về quê thất nghiệp. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, và những tai nạn thương tâm như trên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho sự thờ ơ của chủ nhà cũng như người thuê phòng khi chưa ý thức được độ an toàn tối thiểu cần có khi sống tại các khu nhà trọ xuống cấp này.